năm mới sắp tới và mùa Giáng sinh sắp tới thì xin cho sòng bài Hot Su, tất cả các nhân viên tại sòng bài và ban điều hợp tại đây xin gửi lời chúc sức khỏe, an vui, an khang, thịnh vượng đến tất cả quý vị. Và sau đây thì để không làm mất thời giờ quý vị, chúng tôi sẽ bắt đầu chương trình ngay bây giờ. Và nhạc phẩm đầu tiên với chủ đề Người tình mùa đông sẽ gửi đến quý vị với tiếng hát của nữ ca sĩ Khánh Ngân. Quý vị khỏe không ạ? Nhìn cái đêm hôm nay nhìn thấy ai lắm đó. Và để tiếp nối chương trình của Khánh Ngân, chỉ có những phóng viên tên Người tình mùa đông sẽ bị cung cấp sau đây. Good vote.